Xin chào bạn, chào buổi sáng. Bạn đang xem kênh YouTube Tú Anh Múa Yoga. Video này mình sẽ chia sẻ những bài tập đơn giản để bạn bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Mỗi buổi sáng khi chuông báo thức kêu, thay vì bạn tắt chuông và nằm cố thêm một tí, thì bạn hãy từ từ nhẹ nhàng đánh thức cơ thể bạn bằng những bài tập đơn giản như thế này nhé. Bài tập này bạn hoàn toàn có thể tập luôn ở trên giường. Và ngay cả khi bạn còn chưa tỉnh táo, bạn có thể vừa nhắm mắt, vừa từ từ đánh thức cơ thể. Nếu như bạn không tập hết được bài tập, không đủ thời gian, bạn cảm thấy mình rất vội vào buổi sáng, thì bạn có thể chọn một trong những động tác trong bài tập này để tập, miễn sao mà cơ thể bạn cảm thấy dễ chịu nhất. Ngoài ra thì bài tập này cũng có thể tập vào buổi tối trước khi đi ngủ, giúp cho bạn có một giấc ngủ ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một vài động tác để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bạn với tay tắt chuông kêu đồng hồ báo thức. Sau đó co nhẹ đầu gối lên, ôm lấy hai gối. Nhẹ nhàng xoay tròn hai đầu gối. Mắt vẫn nhắm. Rồi bạn dang rộng hai tay, đặt đầu gối sang bên phải, quay mặt sang bên trái. Rồi từ từ chuyển đầu gối, hai đầu gối sang bên trái, mặt quay sang bên phải. Bạn hoàn toàn có thể nhắm mắt làm động tác này. Lật qua lật lại vài lần để đánh thức cột sống. Rồi bạn co hai gối, đan tay lại, ôm lấy đầu gối. Tựa hai đầu gối vào bàn tay, thả lỏng, thư giãn. Lúc này cơ thể của bạn đang dần thức tỉnh. Rồi đan hai tay, bạn lật ngược hai bàn tay lên, vươn vai, kéo căng hai chân. Cơ thể được kéo giãn, toàn bộ đốt sống lưng được nới lỏng. Bạn có thể vươn vai vài lần như thế. Rồi từ từ ôm lấy hai đùi, bật ngồi dậy, cúi trán vào đầu gối. Rồi bạn lăn lưng vài vòng, hít, thở. Nhớ kết hợp với hơi thở, hít vào bạn lăn lưng, thở ra bật ngồi dậy, cúi nhẹ đầu xuống đầu gối. Hít vào lăn lưng, thở ra bật ngồi dậy. Hít vào lăn cao, thở ra. Bây giờ bạn mở đầu gối sang hai bên, vươn dài đốt sống, cúi người xuống phía trước. Hoặc bạn có thể chống hai khuỷu tay, mặt nhìn phía trước, cố gắng vươn dài đầu lưng ra. Rồi duỗi thẳng hai chân, bàn chân hướng lên trần. Hít vươn hai tay, thở ra bạn vươn dài về phía trước với hai tay và bàn chân, nắm lấy bàn chân. Nếu quá căng thì bạn có thể nắm lấy cổ chân. Và nếu như chân của bạn không thể duỗi thẳng, bạn có thể hơi co nhẹ gối, hoặc có thể bạn sẽ kê một chiếc gối phía dưới hai đầu gối của bạn. Nếu cơ thể bạn cho phép thì bạn hãy duỗi thẳng hai chân và nắm lấy hai bàn chân, kéo dài đốt sống. Từ từ cúi người về phía trước, hạ trán xuống ống đồng, tha lỏng cơ thể. Lúc này toàn bộ mặt sau của cơ thể bạn được kéo giãn. Hít vào bạn vươn cao, thở ra chống hai tay về phía sau, mũi bàn tay quay vào mông, xoay mở vai đẩy ngực lên, rồi nâng hông duỗi căng mu bàn chân ra, tư thế tấm ván ngược. Cơ thể mặt trước của bạn được kéo giãn. Từ từ hạ xuống, bạn lại vươn tay lên, hít sâu. Thở ra tiếp tục nắm lấy hai bàn chân. Hít
vào, bạn mở căng tay phải ra phía sau, nhìn theo tay phải. Thở ra, từ từ quay trở về. Hít vào, mở tay trái, nhìn theo tay trái ra sau. Thở ra, quay trở về. Vươn thêm đốt sống, vươn ngực về phía trước. Hít vào, nâng tay lên. Thở ra, xoay người sang bên phải. Tay phải bạn với hẳn sang bên trái. Hai bàn tay hướng về phía sau. Hướng trán xuống giường. Động tác vặn mình sâu này khiến cột sống của bạn kêu răng rắc, rất dễ chịu. Hít vào, bạn nâng người lên. Thở ra, bạn đổi bên, vặn sang bên trái. Bạn cứ cúi theo sức của mình, có thể không cần cúi sát. Cố gắng cố định thân dưới. Hít vào, vươn tay cao. Thở ra, lại làm lại vòng thứ hai. Bạn gập người phía trước. Từ gót chân đến đỉnh đầu của bạn, ở phía sau cơ thể được kéo giãn. Rồi bạn chống hai tay về phía sau, xoay ngực, đẩy ngực cao lên, đẩy hông cao lên, duỗi căng mu chân ra. Mặt trước cơ thể được kéo giãn. Rồi lại vươn tay hít sâu. Thở ra, nắm lấy hai bàn chân, vươn ngực về phía trước. Hít vào, mở căng tay phải, nhìn theo tay phải. Thở ra, quay trở về. Hít, mở tay trái. Thở ra, quay trở về. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, lại vặn mình về phía bên phải. Bạn cứ làm thật chậm theo sức của mình. Hít vào, vươn lên. Thở ra, đổi bên. Hít vào, vươn lên. Thở ra, bạn khoanh hai chân lại. Hai tay đặt trên đầu gối. Rồi từ từ chuyển động cơ thể theo hình vòng tròn. Rồi làm ngược lại, để cột sống của bạn được khởi động linh hoạt. Khớp hông của bạn cũng được khởi động. Mình quay về phía trước để bạn nhìn cho rõ. Hai tay đặt trên đầu gối. Ép vai trái xuống đầu gối phải. Rồi là người trên mặt giường, chuyển sang bên trái. Rồi nâng người lên. Vòng thứ hai. Rồi từ từ làm ngược lại, ép vai phải xuống đầu gối trái, rồi chuyển sang bên phải. Nâng lên. Vòng thứ hai. Bạn thả lỏng cổ ra, xoay nhẹ nhàng cổ, xoay thành vòng tròn để khởi động cho khớp cổ, các đốt sống cổ. Cả đêm bạn nằm ngủ chứ không được vận động. Bạn nên xoay nhẹ để đánh thức từng đốt sống. Xoay vài vòng rồi xoay ngược lại. Bạn nhớ phải làm, lúc nào cũng phải làm cân đối hai chiều. Vặn mình sang bên trái, tay phải đặt đầu gối trái, nhìn ra sau. Rồi xoay ngược lại, tay trái đặt đầu gối phải. Bạn quỳ lên tư thế cái bàn, hai đầu gối mở rộng bằng hông, hai bàn tay mở rộng bằng vai, ngón giữa hướng thẳng về phía trước để cổ tay không bị vặn. Hít vào, ngẩng đầu lên, vươn ngực, đánh cong lưng. Thở ra, cuộn cao lưng, cuộn xương cụt, cúi đầu. Hít vào, con bò. Thở ra, con mèo. Chỉ riêng mỗi động tác này cũng khiến cho cột sống của bạn rất là linh hoạt, dẻo dai. Nếu bạn không đủ thời gian để làm tất cả bài tập, thì bạn có thể chọn những động tác mà bạn thích. Ví dụ như động tác con mèo, con bò này. Cột sống được khởi động rất dễ chịu. Hít vào, bạn duỗi căng chân phải. Thở ra, co gối phải vào hướng vào trán, cúi đầu xuống.
Hít vào duỗi căng. Thở ra co gối cuộn lưng. Hít vào duỗi căng, giữ thăng bằng thật tốt. Rồi bạn nâng tay trái lên nắm lấy chân phải. Rồi đạp căng chân phải ra, đánh cong lưng phía sau. Mặt nhìn thẳng phía trước. Từ từ buông tay, bạn co ôm lấy đầu gối, kéo sát vào ngực. Từ từ hạ gối xuống, đổi bên. Hít vào duỗi căng chân trái. Mặt nhìn phía trước. Thở ra, co gối trái vào trán. Hít vào, vươn dài, lưng ra. Cảm hứng phía trước. Thở ra, lại co gối vào trán. Hít vào, duỗi căng, giữ thăng bằng thật tốt. Tay phải nắm lấy chân trái. Rồi đạp căng chân trái lên. Từ từ buông tay, co đầu gối, ôm gối, kéo sát. Rồi hạ đầu gối xuống. Bạn kéo mông về gót chân, thả lỏng thư giãn ở tư thế em bé. Bạn có thể xuôi hai tay theo thân người, ngửa lòng bàn tay lên. Hoặc chồng hai tay lên nhau, đặt trán lên tay. Miễn sao bạn cảm thấy thật dễ chịu. Không có gì gò ép ở đây cả. Rồi bạn vươn dài hai tay về phía trước, cuộn lưng nâng hông lên. Chuyển trọng tâm về phía tay, từ từ hạ hông xuống. Mở lồng ngực căng, vươn cằm nhìn lên, tư thế rắn hổ mang. Rồi từ từ kéo mông lên về phía sau, trở về em bé. Chuyển động này làm cho cuộc sống của bạn cũng rất dễ chịu. Nếu không đủ thời gian tập cả bài, bạn chỉ cần một chuyển động này cho mỗi buổi sáng. Rồi bạn duỗi căng người lên, nâng gối lên với tư thế tấm ván. Không hạ vai, bạn đẩy cao vai lên và cũng không được võng lưng. Siết cơ bụng lại, cuộn xương cụt để bạn không bị đau thắt lưng. Hạ gối xuống, kéo mông về gót chân, lại em bé nghỉ ngơi. Bạn có thể làm nhiều lần nếu bạn muốn. Không đủ thời gian thì bạn làm 1-2 lần. Lại cuộn lưng lên, chuyển trọng tâm về phía tay. Hạ hông xuống, vươn ngực, vươn cằm, rắn hổ mang. Siết cơ mông lại, siết cơ bụng lại. Rồi từ từ nâng mông lên, chuyển về phía sau, hạ mông xuống, em bé. Nâng lên cái bàn, chống bàn chân. Nâng đầu gối, tấm ván, nhớ cuộn xương cụt và siết cơ bụng. Không để lưng võng. Từ từ hạ gối xuống. Kéo mông lại thư giãn. Bảy luân xa sẽ nằm dọc cột sống của chúng ta, nên là chuyển động vừa rồi sẽ giúp đánh thức bảy luân xa. Nâng gối lên, chúng mình về tư thế chó úp mặt duỗi mình. Từ bàn tay cho đến mông trên một đường thẳng, bạn có thể trùng nhẹ hai gối. Rồi co duỗi từng chân. Một lần nữa lại duỗi dài cơ thể bằng động tác này. Kéo giãn toàn bộ mặt sau cơ thể. Kiễng cao, rồi hạ gót xuống. Kiễng cao, hạ gót xuống. Bạn làm như thế vài lần, rồi hạ gối, ngồi lên tư thế kim cương, ngẩng mặt nhìn lên, trả lại cái cổ, đu vai về phía sau, cúi đầu xuống. Bạn cứ làm vài lần như thế. Các lần xoa được kích hoạt. Năng lượng của một ngày mới bắt đầu tràn ngập cơ thể bạn. Lúc này bạn đã hoàn toàn tỉnh táo và bước xuống giường.
Bạn có thể làm thêm vài động tác vươn vai kéo giãn ở đây. Kiễng chân, đan tay kéo giãn, rồi nghiêng trái nghiêng phải. Sau đó đẩy căng tay về phía sau cho vai được hoạt động tốt. Rồi thả lỏng buông thõng toàn bộ cơ thân trên.